Xin kính chào quý thầy cô giáo. Xin chào các em học sinh thân mến. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu phần 1 phép cộng phân số và các tính chất của phép cộng. Mở đầu bài học hôm nay, thầy có một bài tập như sau. Bài tập: trong vòng 15 giây, hãy tìm ra các cặp phân số có tổng bằng 0. Các phân số thầy cho: 3/10, 2/7, -1/12, -3/10, 4/7, 2/7 và 1/12. Các em hãy cùng suy nghĩ để tìm ra đáp án nhé. Các em đã tìm ra kết quả chưa nào? Hãy cùng so sánh với đáp án của thầy nhé. Các cặp phân số có tổng bằng 0 là 3/10 và -3/10, 2/7 và 2/7, -1/12 và 1/12. Xin chúc mừng các bạn có đáp án đúng. Vậy hai số có tổng bằng 0 được gọi là hai số như thế nào? Và có liên hệ gì với phép trừ phân số thì chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Phần 2, phép trừ phân số. Bài học có 3 nội dung: 1, số đối; 2, phép trừ phân số; 3, luyện tập. Sau bài học này, các em có khả năng nêu được định nghĩa, ký hiệu hai số đối nhau, tìm được số đối của một số cho trước dựa vào định nghĩa, phát biểu được quy tắc phép trừ phân số, vận dụng quy tắc phép trừ phân số, tính chất của phép cộng phân số, giải được bài toán, tính được giá trị biểu thức, tính nhanh và tìm thành phần chưa biết. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về số đối. 1. Số đối. Định nghĩa: hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Ký hiệu: số đối của phân số A phần B là trừ A phần B. Chú ý: A phần B cộng trừ A phần B bằng 0 và trừ A phần B bằng A phần trừ B bằng trừ A phần B. Ví dụ, số đối của phân số 5/7 là trừ 5/7 hay 5/7 hay trừ 5/7. Như vậy, các cặp phân số chúng ta đã tìm được ở phần bài tập mở đầu có tổng bằng 0. Vậy theo định nghĩa, chúng là các cặp số đối nhau. Ví dụ, ta xét cặp phân số 3/10 cộng -3/10 bằng 0. Cách nói khác, 3/10 là số đối của phân số -3/10 hay -3/10 là số đối của phân số 3/10 hay hai phân số -3/10 và 3/10 là hai số đối nhau. Các cặp phân số còn lại ở bài tập mở đầu cũng có cách nói tương tự. Thầy có yêu cầu sau bài học này, các em hãy viết ra vở các cách nói của hai cặp số đối nhau còn lại. Vận dụng định nghĩa số đối vừa học, chúng ta cùng làm bài tập sau. Bài tập: điền vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau. Các em đã tìm ra đáp án chưa? Sau đây là đáp án của thầy. Số đối của phân số 12/-19 là 12/19. Số đối của 0 là 0. Số đối của -152
là 152. Số đối của phân số âm 5 phần âm 7 bằng 5 phần 7 là âm 5 phần 7. Số đối của trừ trừ 3 bằng 3 là âm 3. Số đối của giá trị tuyệt đối của 4 là âm 4. 2. Phép trừ phân số. Thầy có bài tập sau. Bài tập tính và so sánh 2 phần 3 trừ 1 phần 4 và 2 phần 3 cộng âm 1 phần 4. Các em đã tìm ra kết quả chưa nào? Hãy cùng so sánh với đáp án của thầy sau đây. Ta có 2 phần 3 trừ 1 phần 4 bằng 8 phần 12 trừ 3 phần 12 và bằng 8 trừ 3 phần 12. Kết quả của chúng ta 5 phần 12. 2 phần 3 cộng âm 1 phần 4 bằng 8 phần 12 cộng âm 3 phần 12 bằng 8 cộng âm 3 tất cả chia cho 12 và bằng 5 phần 12. Vì 5 phần 12 bằng 5 phần 12 nên 2 phần 3 trừ 1 phần 4 cũng bằng 2 phần 3 cộng âm 1 phần 4. Qua bài tập trên ta rút ra một quy tắc như sau. Quy tắc: muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ. A phần B trừ C phần D bằng A phần B cộng trừ C phần D bằng A phần B cộng âm C phần D. Sau đây chúng ta sẽ cùng vận dụng quy tắc để làm ví dụ sau. Ví dụ thực hiện phép tính: A âm 1 phần 6 trừ 5 phần 12, B 4 phần 7 trừ âm 5 phần 6, C âm 18 phần 36 trừ 3 phần âm 5, D âm 6 phần 18 trừ 3 phần 15 trừ 2 phần âm 30. Thì trước khi thực hiện phép tính thì chúng ta hãy quan sát vào các phân số đã cho, kiểm tra xem chúng đã ở dạng phân số tối giản với mẫu số dương hay chưa. Nếu chưa, chúng ta sẽ đi rút gọn để đưa về phân số tối giản với mẫu số dương, rồi sau đó áp dụng quy tắc để thực hiện phép tính. Cụ thể chúng ta đến với ví dụ A. Âm 1 phần 6 trừ 5 phần 12. Chúng ta quan sát vào hai phân số này thì nhận thấy đây là hai phân số đã ở dạng tối giản với mẫu số dương. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trừ phân số. Chúng ta lấy số bị trừ âm 1 phần 6 cộng với số đối của số trừ 5 phần 12 là âm 5 phần 12. Rất dễ dàng chúng ta nhận ra được mẫu số chung của hai phân số này là 12. Như vậy phân số âm 1 phần 6 sẽ trở thành phân số âm 2 phần 12 bằng cách lấy cả tử và mẫu của phân số này nhân với 2. Tương tự như vậy thì cái phân số âm 5 phần 12 chúng ta sẽ giữ nguyên xuống dưới. Đến đây chúng ta đã thực hiện quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu thì chúng ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu. Như vậy âm 2 cộng âm 5 bằng âm 7 phần 12. Tương tự với ví dụ A, chúng ta đến với ví dụ B. 4 phần 7 trừ đi âm 5 phần 6 thì nhận thấy hai phân số này tiếp tục đây là hai phân số tối giản với mẫu số dương. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trừ phân số. Chúng ta lấy số bị trừ là 4 phần 7 cộng với số đối của số trừ âm 5 phần 6 là 5 phần 6. Đến đây rất dễ dàng nhận ra mẫu số chung của hai phân số này là 42. Như vậy phân số 4 phần 7 chúng ta nhân cả tử và mẫu với 6, chúng ta sẽ được phân số 24 phần 42. Chúng ta nhân cả tử và mẫu của phân số 5 phần 6 với 7, chúng ta sẽ được phân số 35 phần 42. Đến đây chúng ta nhận thấy hai phân số đã cùng mẫu, chúng ta sẽ cộng các tử và giữ nguyên mẫu. 24 cộng 35 chúng ta sẽ được 59 và giữ nguyên mẫu 42. Khi đó chúng ta được phân số 59 phần 42 và đây là phân số tối giản với mẫu số dương. Như vậy chúng ta dừng ở đây. Chúng ta chuyển sang ví dụ C. Âm 18 phần 36 trừ 3 phần âm 5. Thì quan sát vào hai phân số này, chúng ta nhận thấy phân số âm 18 phần 36 đây chưa phải phân số tối giản. Như vậy bước đầu tiên chúng ta phải đi rút gọn. Rất dễ dàng chúng ta nhận ra phân số âm 18 phần 36 sẽ trở thành phân số âm 1 phần 2. Và tiếp tục áp dụng quy tắc trừ phân số, chúng ta sẽ lấy số bị trừ âm 1 phần 2 cộng với
số đối của số trừ 3 phần âm 5 là 3 phần 5. Đến đây, mẫu số chung của hai phân số này sẽ là 10. Như vậy, phân số âm 1 phần 2 sẽ trở thành phân số âm 5 phần 10. Phân số 3 phần 5 trở thành phân số 6 phần 10. Và đến đây rất dễ dàng chúng ta nhận ra được âm 5 phần 10 cộng 6 phần 10 sẽ trở thành phân số 1 phần 10. Và chúng ta kết thúc ở đây. Tương tự ví dụ C, chúng ta sẽ đến với ví dụ D. Âm 6 phần 18 trừ 4 phần 20 trừ 2 phần âm 30. Trước tiên chúng ta sẽ quan sát vào các phân số này, nhận thấy đây chưa phải là các phân số dưới dạng phân số tối giản với mẫu số dương. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đi rút gọn. Chúng ta rút gọn phân số âm 6 phần 18 sẽ trở thành phân số âm 1 phần 3. Phân số 4 phần 20 trở thành phân số 1 phần 5. Phân số 2 phần âm 30 trở thành phân số âm 1 phần 15. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trừ phân số để chuyển phép trừ thành phép cộng với số đối của số trừ, lần lượt cụ thể như sau. Phân số âm 1 phần 3 chúng ta giữ nguyên, cộng với số đối của số trừ 1 phần 5 là âm 1 phần 5, cộng với số đối của số trừ âm 1 phần 15 là 1 phần 15. Và chúng ta nhận ra được mẫu số chung của 3 phân số này là 15. Như vậy, phân số âm 1 phần 3 sẽ được nhân cả tử và mẫu với 5, chúng ta được phân số âm 5 phần 15. Cộng với phân số âm 1 phần 5 sẽ nhân cả tử và mẫu với 3, chúng ta sẽ được phân số âm 3 phần 15. Cộng với 1 phần 15 chúng ta giữ nguyên. Khi đến đây chúng ta sẽ thực hiện phép cộng các phân số cùng mẫu, thì chúng ta chỉ việc đi cộng các tử và giữ nguyên mẫu. Như vậy chúng ta sẽ được âm 5 cộng âm 3 cộng 1 phần 15 chúng ta giữ nguyên. Và kết quả chúng ta sẽ thu được là phân số âm 7 phần 15. Và đây là phân số tối giản với mẫu số dương. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta cùng củng cố kiến thức bài học qua các bài tập sau. Chúng ta đến với bài tập 1, tính nhanh. A. 12 phần 13 trừ âm 5 phần 7 trừ 12 phần 13. B. Âm 1 phần 17 cộng 33 phần 66 trừ âm 1 phần 17 trừ 9 phần âm 18. Chúng ta cùng phân tích đề bài. Đề bài yêu cầu là tính nhanh. Như vậy, trước tiên chúng ta cần phải quan sát xem các phân số đã là phân số tối giản với mẫu số dương hay chưa. Nếu chưa phải thì chúng ta sẽ đi rút gọn để đưa về phân số tối giản với mẫu số dương. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trừ phân số, áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để nhóm các phân số có cùng mẫu số lại với nhau. Cụ thể chúng ta đến với ví dụ A. 12 phần 13 trừ âm 5 phần 7 trừ 12 phần 13. Thì bước đầu tiên chúng ta nhận thấy rằng các phân số đã cho là các phân số tối giản với mẫu số dương rồi. Như vậy chúng ta chỉ việc áp dụng quy tắc trừ. Thì chúng ta giữ nguyên số bị trừ 12 phần 13. Chúng ta cộng với số đối của số trừ âm 5 phần 7 là 5 phần 7. Cộng với số đối của số trừ 12 phần 13 là âm 12 phần 13. Tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để chúng ta nhóm các cái phân số 12 phần 13 và âm 12 phần 13 có cùng mẫu số lại với nhau. Thì chúng ta sẽ được mở ngoặc 12 phần 13 cộng âm 12 phần 13 đóng ngoặc. Rồi sau đó chúng ta với cộng phân số 5 phần 7. Chúng ta nhận thấy phân số 12 phần 13 và phân số âm 12 phần 13 là hai số đối. Nên dựa vào định nghĩa chúng ta có hai số đối nhau có tổng bằng 0. Như vậy cái ngoặc này có kết quả bằng 0. Cộng với 5 phần 7 chúng ta giữ nguyên. Và kết quả của chúng ta thu được là 5 phần 7. Chúng ta đến với ví dụ B. Âm 1 phần 17 cộng 33 phần 66 trừ âm 1 phần 17 trừ 9 phần âm 18. Chúng ta quan sát vào các phân số này thì nhận thấy phân số 33 phần 66 và phân số 9 phần âm 18. Đây là hai phân số chưa tối giản. Như vậy, bước đầu tiên chúng ta phải đi rút gọn để đưa các phân số này về phân số tối giản với mẫu số dương. Như vậy, phân số âm 1 phần 17 chúng ta giữ nguyên. Phân số 33 phần 66 chúng ta rút gọn được phân số 1 phần 2. Phân số
âm 1 phần 17 chúng ta giữ nguyên. Phân số 9 phần âm 18 chúng ta rút gọn được phân số âm 1 phần 2. Như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trừ phân số. Cụ thể như sau, phân số âm 1 phần 17 chúng ta giữ nguyên, cộng 1 phần 2 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta cộng với số đối của số trừ âm 1 phần 17 là 1 phần 17. Tiếp theo chúng ta cộng với số đối của số trừ âm 1 phần 2 chúng ta được phân số 1 phần 2. Tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để nhóm các phân số có cùng mẫu số lại với nhau. Cụ thể chúng ta sẽ nhóm phân số âm 1 phần 17 với phân số 1 phần 17. Chúng ta nhóm phân số 1 phần 2 với phân số 1 phần 2. Khi đó chúng ta sẽ được mở ngoặc âm 1 phần 17 cộng 1 phần 17 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1 phần 2 cộng 1 phần 2 đóng ngoặc. Và dựa vào định nghĩa hai số đối nhau có tổng bằng 0 thì chúng ta sẽ có tổng của âm 1 phần 17 cộng 1 phần 17 sẽ bằng 0. Chúng ta có tổng của phân số 1 phần 2 cộng 1 phần 2 bằng 1. Như vậy 0 cộng 1 thì chúng ta được kết quả là 1. Chúng ta cùng đến với bài tập 2. Bài 2 tìm x thỏa mãn. A. X cộng 10 phần 7 bằng 14 phần 49 trừ 2 phần 5. Chúng ta quan sát vào ví dụ A thì chúng ta nhận thấy phân số 14 phần 49 là phân số chưa tối giản. Như vậy đầu tiên chúng ta phải đi rút gọn phân số này. Thì chúng ta sẽ giữ nguyên x cộng 10 phần 7 bằng phân số 14 phần 49 sẽ trở thành phân số 2 phần 7. Đồng thời chúng ta áp dụng quy tắc trừ phân số. Chúng ta sẽ cộng với số đối của số trừ âm 2 phần 5 là 2 phần 5. Đến đây chúng ta sẽ quy đồng x cộng 10 phần 7 chúng ta giữ nguyên bằng mẫu số chung của hai phân số này là 35. Như vậy phân số 2 phần 7 chúng ta sẽ nhân cả từ vào mẫu với 5 chúng ta được phân số 10 phần 35. Cộng với phân số 2 phần 5 chúng ta sẽ nhân cả từ vào mẫu với 7 chúng ta sẽ được phân số 14 phần 35. Và rất dễ dàng chúng ta có x cộng 10 phần 7 bằng 24 phần 35. Đến đây chúng ta sẽ sử dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu. Chúng ta sẽ chuyển 10 phần 7 từ vế trái sang vế phải, đồng thời đổi dấu từ dấu cộng chuyển thành dấu trừ. Như vậy chúng ta sẽ được x bằng 24 phần 35 trừ 10 phần 7. Tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trừ phân số. X sẽ bằng 24 phần 35 cộng với số đối của số trừ 10 phần 7 là âm 10 phần 7. Khi đó chúng ta sẽ được x bằng 24 phần 35 cộng với âm 50 phần 35. Và rất dễ dàng chúng ta tìm được x bằng âm 26 phần 35. Đây là phân số đã tối giản với mẫu số dương rồi. Như vậy chúng ta sẽ kết luận vậy x bằng âm 26 phần 35. Các bạn chú ý, đối với bài toán mà tìm x, tìm thành phần chưa biết thì chúng ta phải có bước kết luận. Chúng ta đến với ví dụ B. Giá trị tuyệt đối của 1 phần 2 trừ x cộng âm 3 phần 4 bằng âm 2 phần 5. Các em lưu ý, với cái dạng bài x nằm bên trong dấu giá trị tuyệt đối thì các em phải kiểm tra xem giá trị tuyệt đối của biểu thức đó bằng bao nhiêu. Nếu giá trị tuyệt đối của một biểu thức là một số lớn hơn 0 thì chúng ta có hai trường hợp. Nếu giá trị tuyệt đối của một biểu thức bằng 0, chúng ta có một trường hợp. Nếu giá trị tuyệt đối của một biểu thức là một số nhỏ hơn 0 thì chúng ta kết luận ngay không có giá trị x thỏa mãn. Cụ thể với ví dụ B, giá trị tuyệt đối của 1 phần 2 trừ x cộng âm 3 phần 4 bằng âm 2 phần 5 thì bước đầu tiên chúng ta sẽ chuyển vế âm 3 phần 4 từ vế trái sang vế phải, đồng thời đổi dấu. Khi đó chúng ta sẽ được giá trị tuyệt đối của 1 phần 2 trừ x bằng âm 2 phần 5 trừ âm 3 phần 4. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trừ phân số. Khi đó giá trị tuyệt đối của 1 phần 2 trừ x sẽ bằng âm 2 phần 5 cộng với số đối của số trừ âm 3 phần 4 là 3 phần 4. Tiếp theo chúng ta sẽ quy đồng hai phân số này. Khi đó giá trị tuyệt đối của 1 phần 2 trừ x thì sẽ bằng chúng ta rất dễ dàng nhận ra được mẫu số chung của hai phân số này là 20. Như vậy âm 2 phần 5 sẽ nhân cả tử vào mẫu với 4, chúng ta được phân số âm 8 phần 20. Phân số 3 phần 4 sẽ nhân cả tử vào mẫu
với 5, chúng ta sẽ được phân số 15/20. Thì khi đó chúng ta sẽ có giá trị cân đối của 1/2 trừ x bằng 7/20. Và chúng ta nhận thấy 7/20 là phân số dương. Đấy. Thì khi đó chúng ta có hai trường hợp. Chúng ta đến với trường hợp thứ nhất, 1/2 trừ x bằng 7/20. Khi đó x sẽ bằng 1/2 trừ 7/20. Đến đây chúng ta tiếp tục áp dụng quy tắc trừ phân số. X sẽ bằng 1/2 cộng với số đối của số trừ 7/20 là -7/20. Khi đó x sẽ bằng, chúng ta quy đồng hai phân số này, chúng ta được 10/20 cộng -7/20, và chúng ta nhận ra được x sẽ bằng 3/20. Chúng ta đến với trường hợp thứ hai, 1/2 trừ x bằng -7/20. Khi đó chúng ta có x bằng 1/2 trừ -7/20. Tiếp tục áp dụng quy tắc trừ phân số, chúng ta được x bằng 1/2 cộng với số đối của số trừ -7/20 là 7/20. X sẽ bằng 10/20 cộng 7/20, và rất dễ dàng chúng ta tìm được x bằng 17/20. Vậy x sẽ thuộc vào cái tập hợp gồm hai phần tử là 3/20 và 17/20. Chúng ta kết thúc ví dụ B. Chúng ta đến với ví dụ C. X cộng 1/3 tất cả mũ 2 cộng -2/3 bằng -2/9. Như vậy với bài toán C này thì x nằm bên trong biểu thức quỹ thừa. Vậy để tìm được x thì chúng ta sẽ phải tính giá trị của biểu thức quỹ thừa đó. Thì khi đó chúng ta có x cộng 1/3 tất cả mũ 2 sẽ bằng -2/9 trừ -2/3. Đến đây chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trừ phân số. X cộng 1/3 tất cả mũ 2 sẽ bằng -2/9 cộng với số đối của số trừ -2/3 là 2/3. Chúng ta nhận thấy hai phân số này có mẫu số chung là 9. Như vậy chúng ta sẽ được kết quả x cộng 1/3 tất cả mũ 2 bằng -2/9 cộng 6/9. Và khi đó chúng ta được x cộng 1/3 tất cả mũ 2 bằng 4/9. Chúng ta quan sát vào ở bên trái của chúng ta thì biểu thức của chúng ta lũy thừa đây là mũ 2. Như vậy bên phải chúng ta là 4/9, chúng ta sẽ phải đưa về biểu thức lũy thừa với số mũ là 2. Vậy nhận ra x cộng 1/3 tất cả mũ 2 sẽ bằng 2/3 tất cả mũ 2. Vì đây là mũ 2, như vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp. Thì chúng ta đến với trường hợp đầu tiên. Trường hợp 1, x cộng 1/3 bằng 2/3. Vậy rất dễ dàng tìm được x bằng 2/3 trừ 1/3, và khi đó x sẽ bằng 1/3. Chúng ta đến với trường hợp thứ hai, x cộng 1/3 bằng -2/3, x bằng -2/3 trừ 1/3. Và khi đó thì x sẽ bằng -2/3 cộng với -1/3, và rất dễ dàng tìm được x bằng -1. Vậy x thuộc cái tập hợp gồm hai phần tử 1/3 và -1. Chúng ta đến với ví dụ D, cũng chính là ví dụ cuối cùng. X cộng -1/5 tất cả mũ 3 bằng -1/64. Chúng ta tiếp tục đến với dạng x nằm bên trong một cái biểu thức lũy thừa. Thì ở đây chúng ta sẽ biến đổi -1/64 thành -1/4 tất cả mũ 3. Và khi đó thì các bạn để ý, ở đây chúng ta có mũ 3 thì chúng ta có một trường hợp. X cộng -1/5 sẽ bằng -1/4. Khi đó x sẽ bằng -1/4 trừ -1/5. Thì đến đây áp dụng quy tắc trừ phân số, chúng ta sẽ được x bằng -1/4 cộng với 1/5. X sẽ bằng -5/20 cộng 4/20. Và khi đó x sẽ bằng -1/20. Vậy x bằng -1/20. Sau bài học hôm nay, thầy tin là các em sẽ làm được các bài tập liên quan đến tìm số đối, vận dụng quy tắc phép trừ phân số, tính chất của phép cộng phân số, giải được bài toán, tính giá trị biểu thức, tính nhanh, tìm thành phần chưa biết. Vậy phép nhân, phép chia phân số có gì mới so với tiểu học? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài học tiếp theo. Các em hãy ôn tập bài hôm nay và hoàn thành các bài tập được giao để chuẩn bị tốt kiến thức cho bài học sau. Chúc các em có một tuần học tập hiệu quả và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.